Hello cả nhà nha, hôm nay thì Thuận với Trường sẽ trở về quê của Trường ở Long An mọi người, ở Tân Thạnh ha. Thì về đây là về nhà chỗ ông nội của Trường. Thì từ nhỏ thì Trường sống với ông nội thôi ha. Cha mẹ thì ly dị từ lúc Trường có 1 tuổi thôi, cho nên là Trường sống với ông nội. Thì mỗi tuần Trường cứ lên Sài Gòn Tân Thời hát vào cuối tuần. Thì 3 ngày đầu tuần thì Trường sẽ về thăm nội ha. Hôm nay mình lại về thăm nội, hôm nay là thứ 2 mọi người. Rồi mình cùng về thăm nội cũng như là thăm cái cảnh quê ở dưới nhà của ông nội ha mọi người. Đó, đây là đường về sắp tới nhà ông nội này, chút xíu nữa là tới ha. Đó, đây là cái cảnh sông nước, mùa nước nổi bây giờ. Ở đây là một cái tuyến dân cư ha, nhà nội thì ngay đây đã tới. Bắt đầu vô ha mọi người. Mấy con chó bắt về quê rồi, không có nuôi ở Sài Gòn nữa. Sau 1 tuần thử nghiệm nuôi chó thì đã hoàn toàn thất bại, không thể nuôi nổi. Chó cỏ nuôi ở nhà, mà nền gạch ở Sài Gòn rất là khó nuôi, nó rất là hôi đó, cho nên là cho em đen với em nâu về quê rồi mọi người ơi. Nè đó, em đen nè, mẹ nó nè đó, hôm mới quay về sau 1 tuần mẹ nó cắn nó luôn, không nhận ra mùi nâu. Con gấu nó bị dơ quá nè, lông của nó nhiều quá nó dơ, còn hai con này sát lông sát. Đó, anh em mình nói nè, con gấu này to gấp đôi luôn. Nè con chó nâu nè, con chó mực nè. Vậy đá ghê quá. Về quê sung sướng rồi, hai em này nè. Đó. Được cuộc sống thoải mái, mỗi tuần về thăm nha. Ôi cắn quá trời cắn luôn rồi. Nâu, mày làm gì nâu? Nâu đen, nâu đen, nâu đen. Trời ơi, hai con sung sướng. Chinh kìa, Chinh vớt cái gì về vậy? Cá, cá lóc, vớt có 20 ký luôn. Trời ơi, lươn. Ôi, quá trời luôn. Cái gì vậy? Cá lóc, có 2 cá lóc sống. Cá, cá chèn nè. Cá chèn gì? À, cá rô hả? Cá rô đồng hả? Trời ơi, cá rô sống quá trời luôn rồi. Thôi mà hôi đem về bánh đi đâu. Ai vậy? Nè, gọng đi. Mẹ nè. Chết một mớ rồi, chết một mớ rồi. Cha. Đi từ sáng tới giờ hả? Đi bắt hả? Dạ. Đi lấy cái này bắt á hả? Hai con ở đây ngoan nha. Nâu với đen nè, ở đây ngoan nha, lâu lâu về thăm quay clip nha. Ôi ghét ghê luôn, muốn bắt gì lại Sài Gòn quá mà quậy quá, nuôi không nổi mọi người. Ở dưới này thoải mái hơn. Cái dây này siết cái cổ nó rồi nè, nới ra chút xíu đi, lớn hơn rồi. Đây là nhà của nội đó mọi người. Nay Trinh đi bắt được cá giỏi ghê. Cá làm như đó vậy, cá nó đi giúp cá. Nghe mọi người. Đó nhà ông nội. Đây là gian bếp mọi người. Rất là có một mình nội ở nhà, Trường đi hát thì có mình nội thôi. Cho nên nhà nó theo cái kiểu là có một mình, không có ai dọn dẹp nhiều. Đó, phòng ngủ dưới quê vậy nè. Nhà có 2-3 phòng ngủ đó. Một phòng ha, 2 phòng không có ai ở. Đây phòng của nội, nội ngủ ở đây với lại gian thờ đó. Có cái tivi nhỏ nội coi hàng đêm ha. Đêm nào nội cũng mở tivi nội coi, xong rồi
vừa ngủ vừa bật tivi cho nó đỡ vắng. Coi xuyên đêm luôn, chương trình mà tắt thì nội mới tivi nó mới tắt, chứ nội không tắt tivi. Chắc có tiếng người đó. Bà nội thì mất rồi, được rồi là có về dỗ bà nội đó. Nào. Đây là nhà nội, còn đây bên này là nhà của cha của Trường. Cha Trường bên này. Cha Trường có vợ hai, còn mẹ Trường thì chia tay cha Trường từ lúc Trường 1 tuổi. Vườn, gió, gà. Đây là cái chuồng gà mà ông nội nuôi gà ở phía miền Tây nhiều muỗi, cho nên là gà phải nuôi trong mùng đó mọi người. Còn đây là chim bồ câu ha. Bên cạnh gà thì nội có nuôi thêm vài cái lồng chim, những con bồ câu này. Cái chim bồ câu hiện tại cũng có giá trên thị trường, giá cũng khá là cao ha. Thì nội nuôi để gia tăng thêm cái khoản thu, vì nội cũng lớn tuổi rồi, nuôi những cái con vật nhỏ nhỏ dễ nuôi và có giá trị tí xíu thì giúp cho cái cuộc sống của nội ở dưới quê, tự nội làm, tự nội trang trải luôn mọi người. Nội rất là siêng luôn. No, còn. Ôi. Cắn nhau. Ồ, cắn nhau đi, cắn nhau đi. Đúng rồi. Cắn nhau đi. Ồ, chết rồi, cắn thiệt rồi. Ồ, cắn thiệt rồi, cắn thiệt rồi. Bye.
cảm ơn cả nhà đã xem clip tiếp theo của Lê Trường nha mọi người. Hẹn gặp lại mọi người ở clip mới trong thời gian sớm nhất nha cả nhà.